Trong cái video này thì xin chia sẻ tới các bác là cách uống cái thảo dược nghiền bột nhé. Một số bác ấy thì uống cái thảo dược nghiền bột thì hay cho vào cốc rồi uống. Tuy nhiên cái cách này thì đối với cá nhân tôi thì tôi không dùng cách này, mà tất cả các thảo dược nghiền bột của thảo mộc khoa tê thì chúng tôi thường dùng cái cách này cho vào miệng xong rồi uống nước nuốt xuống. Thì các bác cứ chuẩn bị là một cái ly nước trắng này nha, các bác chuẩn bị nước trắng và cái thuốc bột thì các bác cứ cho cái hộp này. Như tôi cứ cho cái thuốc bột vào cái hộp này, và cái thìa tôi dùng ấy thì thường là cái thìa sữa chua, ăn sữa chua này các bác này nhé. Đây là cái thảo dược mà có tác dụng là thải độc gan nhé, thải độc gan này, thải độc đường ruột này, rồi máu nhiễm mỡ này, gan nhiễm mỡ này, dùng rất là tốt nhé. Thì cái này nó hỗ trợ cả về gan, mật, dạ dày đều rất là tốt. Thì cách dùng như sau này, đối với cá nhân tôi ấy thì tôi cứ xúc cái thìa như này rồi tôi cho vào miệng. Ví dụ như loại này là tôi thường uống khoảng 3 thìa này, ngày uống 2 lần nhá. Cho vào miệng xong rồi thì uống nước nuốt nó xuống, thế là xong. Đây các bác xem cách như này nhá, cái đau nó vừa vừa thuận được. Trong trường hợp mà các bác uống mà 3 thìa cho vào mà các bác thấy hơi khó uống thì các bác phải cho 2 thìa nhé, còn là các bác uống xong các bác lại uống tiếp. Có những loại thảo dược thì các bác phải uống lên 4 đến 5 thìa thì các bác có thể ngăn chia làm 2 lần uống nhé. Đấy thì tôi uống là như vậy thôi, không cần phải cốc gì đâu, đơn giản như vậy. Cốc này vẫn rất là đựng nước, rất là sạch và vẫn có thể uống tiếp nha các bác nhé. Thì các bác cứ cho cái thảo dược này vào miệng này, xong rồi các bác cho nước và có uống dần dần xuống sau nhé. Xong lúc uống thì mình không nói chuyện, mình tập trung chứ không có sặc. Thì xin chia sẻ các bác với các bạn như vậy. Ngoài các cái thảo dược mà chữa về các cái bệnh như là viêm tụy, lá lách to này, bệnh trĩ này, giò môn, polyp này, rồi máu nhiễm mỡ này, gan nhiễm mỡ này, rồi bệnh mạch vành này. Đấy, tức là cái bệnh mà nó làm cái tim của, mạch vành của các bác nó bị hẹp nhé, đều dùng thảo dược được. Thì các bác có nhu cầu cứ liên hệ qua số là 0932 340 345. Xin cảm ơn các bác và các bạn đã xem video của tôi nhé.